Xin kính chào quý phụ huynh và các em học sinh đã quay trở lại với chương trình livestream Văn Lang Q&A năm 2022 của trường Đại học Văn Lang. Và ngày hôm nay chúng ta lại gặp lại nhau trong khung giờ quen thuộc 18 giờ của chương trình. Và ngày hôm nay Văn Lang sẽ cùng kết nối với quý phụ huynh và các em học sinh để cùng tìm hiểu các nhóm ngành công nghệ theo định hướng ứng dụng tại trường Đại học Văn Lang. Và kính thưa quý phụ huynh và các em học sinh thân mến, trường Đại học Văn Lang đã từ rất lâu đào tạo ngành công nghệ sinh học, và những năm ngay sau đó, trường Đại học Văn Lang tiếp tục mở rộng các chuyên ngành, và đặc biệt là những năm gần đây, nhà trường mở rộng đầu tư phát triển và tiên phong mở những ngành nhóm công nghệ theo định hướng ứng dụng, chẳng hạn như công nghệ sinh học y dược, công nghệ thực phẩm, công nghệ thẩm mỹ, nông nghiệp công nghệ cao, mở rộng cơ hội lựa chọn cho các bạn học sinh yêu mến nhóm ngành công nghệ. Và ngày hôm nay Văn Lang Q&A sẽ cùng kết nối quý phụ huynh, các em học sinh sẽ cùng gặp gỡ các thầy cô trong ban tư vấn. Và ngồi ngay tại trường quay ngày hôm nay, xin được phép trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Nguyễn Hữu Hùng, quyền trưởng khoa công nghệ ứng dụng, trưởng ngành công nghệ thẩm mỹ trường Đại học Văn Lang. Xin kính chào quý vị phụ huynh và các em học sinh thân mến. Và bên cạnh thầy Hùng đang kết nối trực tiếp tại trường quay, thì ngày hôm nay Văn Lang Q&A còn kết nối với quý thầy cô đang trực tiếp online kết nối cùng các bạn học sinh. Và bây giờ thì Giá Hân xin được phép gửi lời chào đến quý thầy cô và xin được phép giới thiệu Tiến sĩ Vũ Thị Quyền, trưởng ngành công nghệ sinh học. Dạ, em mời cô Quyền kết nối ạ. Cô ơi, cô mở mic để quý phụ huynh và các bạn học sinh có thể nghe giọng mình rõ hơn cô nha. Và cô Quyền cũng là một trong những gương mặt quen thuộc trong làng tư vấn của Văn Lang khi gặp gỡ các bạn học sinh ở các chương trình tham gia tư vấn trực tiếp tại các trường trung học phổ thông. Và ngày hôm nay hơi khác biệt một chút là cô kết nối online với các bạn. Thì em mời cô gửi lời chào đến các bạn học sinh ạ. Em kính chào quý vị phụ huynh, cô chào tất cả các em học sinh thân mến. Hôm nay chúng ta lại có dịp gặp gỡ với nhau để chia sẻ một số những cái thông tin liên quan đến cái ngành học mà các em đang quan tâm và bố mẹ cũng đang quan tâm. Rồi lát nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau chúng ta trao đổi sâu hơn về cái ngành công nghệ sinh học mà chúng tôi gọi đó là cái ngành đa khoa, và những ngành mà kế tiếp của công nghệ sinh học đi chuyên sâu ấy, thì chúng tôi gọi đó là cái ngành chuyên khoa. Thì rất vui được gặp quý vị phụ huynh cùng các em trong buổi ngày hôm nay. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ chia sẻ nhé. Dạ, em cảm ơn cô. Và góp mặt trong ban tư vấn ngày hôm nay, Gia Hân xin được phép kết nối với Tiến sĩ Phan Hải Triều, trưởng ngành công nghệ sinh học y dược trường Đại học Văn Lang. Dạ, em xin chào thầy ạ. Chào các bạn học sinh và kính chào quý vị phụ huynh. Thì tôi là Phan Hải Triều, trưởng ngành công nghệ sinh học y dược. Thì hôm nay rất vui được tham gia cái chương trình tư vấn ứng dụng cho các học sinh. Dạ. Lát nữa thì thầy sẽ cung cấp cho các em những thông tin thú vị về ngành học công nghệ sinh học y dược. Dạ, em cảm ơn thầy. Và bây giờ thì xin được phép kết nối với Tiến sĩ Châu Tấn Phát, trưởng ngành nông nghiệp công nghệ cao trường Đại học Văn Lang ạ. Xin kính chào quý vị phụ huynh học sinh, các bạn học sinh thân mến. Thì hôm nay thì tôi rất là vui khi mà được kết nối với các bạn và sẽ là người tư vấn và trả lời những cái câu hỏi liên quan đến cái lĩnh vực là ngành nông nghiệp công nghệ cao, thì rất là vui được gặp các bạn. Dạ, em cảm ơn thầy. Và vị khách mời đặc biệt hôm nay cũng không quên gửi lời chào đến Tiến sĩ Nguyễn Văn Chí, giảng viên ngành công nghệ thực phẩm trường Đại học Văn Lang. Xin chào thầy ạ. Xin chào các bạn học sinh và chào các quý phụ huynh thân mến. Tôi là Nguyễn Văn Chí, tôi sẽ đại diện cho giảng viên ngành công nghệ thực phẩm để tư vấn cho các em những cái quá trình đào tạo cũng như là cái kiến thức cũng như những cái thông tin về phát triển tuyển sinh của cái ngành công nghệ thực phẩm của mùa tuyển sinh năm 2022.
Dạ, em xin cảm ơn tất cả các thầy cô đã cùng kết nối để lát nữa đây chúng ta cùng giải đáp các thắc mắc cho các bạn học sinh đang tìm hiểu về nhóm ngành công nghệ tại trường Đại học Văn Lang. Và để bắt đầu chương trình ngày hôm nay thì em có một câu hỏi muốn dành cho thầy Hùng ạ. Thầy ơi, thầy cho em hỏi là vì sao những năm gần đây Văn Lang liên tục đầu tư mở rộng đào tạo các ngành theo định hướng ứng dụng, đặc biệt là nhóm ngành công nghệ, và vì sao tên của ngành của mình nó hay có dính chữ ứng dụng, thì nó có đặc điểm gì ạ? Em mời thầy. Cảm ơn câu hỏi của MC Gia Hân. Đây cũng là một cái câu hỏi rất hay mà thầy cũng trả lời khi mà được đi tư vấn ở các trường trung học phổ thông. Cái thứ nhất, tại sao lại trường Văn Lang lại có nhiều cái ngành công nghệ? Đúng không nè? Trước hết, khi mà chúng tôi xây dựng ngành thì chúng tôi phải xuất phát từ cái nhu cầu của xã hội. Khi nhu cầu của xã hội có, nhu cầu của học sinh có để học tập, thì chúng tôi mới mở các cái ngành để đáp ứng cái nhu cầu như vậy. Thì hiện nay khoa công nghệ ứng dụng đang quản lý 5 cái ngành. Thứ nhất là ngành công nghệ sinh học, thứ hai là ngành công nghệ sinh học y dược, thứ ba là ngành công nghệ thẩm mỹ, thứ tư là ngành công nghệ thực phẩm, và thứ năm là ngành nông nghiệp công nghệ cao. Thì đây là 5 cái ngành được xây dựng theo cái định hướng là ứng dụng để đào tạo cho học sinh, sinh viên cái cách tiếp cận theo hướng ứng dụng thực tế. Chúng tôi đặt cái vấn đề là làm sao để đào tạo các em có thể sử dụng các cái kiến thức công nghệ, kỹ năng hiện đại để đưa vào thực tiễn doanh nghiệp. Học đi đôi với lại là thực tiễn. Và đây cũng là cái triết lý rất là quan trọng của nhà trường khi mà chọn cái định hướng nghiên cứu, hay là định hướng ứng dụng, hay là một cái định hướng cụ thể của một cái chương trình đào tạo. Thì với cái định hướng này là để chúng tôi có, khi mà chúng tôi thiết kế những cái chương trình của 5 ngành này, thì chúng tôi đều hướng đến cái việc là các em phải được trải nghiệm nhiều hơn. Đặc biệt là các em phải đi, phải tiếp cận được cái môi trường của doanh nghiệp. Doanh nghiệp đang làm cái gì? Doanh nghiệp đang cần những con người như thế nào? Cụ thể ra làm sao? Và chúng tôi phải nghiên cứu cái nhu cầu của doanh nghiệp. Và chúng tôi đem những cái đó về để chúng tôi là đưa vào trong cái chương trình đào tạo. Những cái nào chúng tôi làm được cho doanh nghiệp, và những cái nào chúng tôi làm được hơn cái mong ước của cái mong muốn của doanh nghiệp luôn. Đó. Tại vì sinh viên của chúng ta khi đào tạo ra trường, các em được cấp những cái bằng cấp là kỹ sư hoặc là cử nhân. Và khi mà các em ra trường thì các em phải, chúng tôi kỳ vọng là các em phải làm được nhiều hơn là cái doanh nghiệp muốn. Để các em có nhiều cái cơ hội hơn đó. Thì như vậy thì ở đây tóm lại là gì? Tóm lại là chúng tôi dựa vào cái nhu cầu thực tiễn, dựa vào cái cơ sở vật chất, cái điều kiện về đội ngũ giảng viên hiện có của nhà trường, và nhà trường đang đầu tư rất là nhiều cho 5 cái ngành công nghệ này đó. Và định hướng ứng dụng là đây là cái đặt ra của xã hội và đặt ra của bản thân trường Đại học Văn Lang để chúng tôi đào tạo. Và các em sinh viên sẽ là những cái con người sau khi tốt nghiệp, các bạn sẽ là những cái người mà có thật khả năng là truyền cái cảm hứng đó rộng ra hơn. Em rất là cảm ơn phần chia sẻ của thầy. Và bây giờ thì để giúp cho các bạn học sinh có một cái nhìn tổng quan về 5 ngành đào tạo của khoa công nghệ ứng dụng, thì em xin được phép kết nối với tiến sĩ Vũ Thị Quyền, trưởng ngành công nghệ sinh học, để cô có thể cho các bạn những thông tin tổng quan nhất về chương trình đào tạo của ngành công nghệ sinh học tại Văn Lang ạ. Em xin mời cô. Dạ vâng ạ. Quý vị phụ huynh thân mến, các em học sinh yêu quý của cô, thì thực tế khi nói đến công nghệ sinh học là chúng ta nói tới những, tất cả những cái gì nó là sinh vật sống, tức là đối tượng nghiên cứu là sinh vật sống, và chúng ta tác động những công nghệ vào đó để chúng ta làm thay đổi những cái sinh vật đó theo hướng có lợi cho chúng ta.
Thì các anh chị phụ huynh cũng như các em cứ hình dung khi chúng ta vừa mới ngủ dậy một cái là chúng ta đã thấy là chúng ta phải đi đánh răng rửa mặt, thì tất cả những cái sản phẩm kem đánh răng và sữa rửa mặt ấy chính là sản phẩm công nghệ sinh học. Sau đó chúng ta làm cái gì? Chúng ta thuộc miệng, chúng ta ăn sáng. Đấy, nguồn thực phẩm đó là sản phẩm của công nghệ sinh học. Rồi chúng ta sử dụng thuốc, các loại thực phẩm chức năng, rồi những cái đồ mà cho cả nam cả nữ sử dụng giống như là những là mỹ phẩm thông thường, đó cũng chính là những sản phẩm công nghệ sinh học. Nói tóm lại, tất cả những cái gì mà được gọi là thiết yếu đối với con người chúng ta thì đó đều là những cái sản phẩm của ngành công nghệ sinh học chúng ta tạo ra nó. Và chúng tôi vô cùng tự hào vì trường Đại học Văn Lang ngay từ ngày đầu thành lập đã thiết kế cái ngành công nghệ sinh học. Và chúng tôi cũng tự hào vì ngay từ những cái ngày đầu đó đến bây giờ là khóa 28, chúng ta đã đào tạo ra hàng ngàn các thế hệ là kỹ sư công nghệ sinh học. Ở đây là kỹ sư công nghệ sinh học chứ không phải cử nhân công nghệ sinh học. Điều này cho chúng ta thấy là những sản phẩm mà chúng tôi đào tạo ra đó là hoàn toàn có thể bắt tay vào làm được cho tại doanh nghiệp. Mỗi một kỹ sư khi ra trường là có mang một cái sản phẩm của mình nghiên cứu trong suốt quá trình 4 năm học tập ở tại trường ra để chúng ta cống hiến cho xã hội. Thì cái ngành công nghệ sinh học như lúc đầu tôi có giới thiệu sơ qua đấy, thì chúng tôi gọi đó là ngành đa khoa. Sau 25 năm, sau 25 năm chúng tôi đào tạo cái ngành gọi là công nghệ sinh học chung ấy, ngành đa khoa đó, thì bắt đầu từ năm 26 để đáp ứng nhu cầu của xã hội thì chúng tôi bắt đầu mở những cái chuyên ngành và chúng ta gọi đó là ngành chuyên khoa. Ví dụ công nghệ sinh học, y dược, công nghệ sinh học thẩm mỹ, công nghệ sinh học ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao và công nghệ sinh học trong chế biến thực phẩm. Và hiện tại cái ngành đa khoa của chúng ta, chúng tôi đang đào tạo là đi theo ba cái hướng đấy. Do đó các em kỹ sư công nghệ sinh học sau khi ra trường có thể làm việc ở cả ba lĩnh vực. Thứ nhất, các bạn có thể làm việc ở cái lĩnh vực về công nghệ chế biến thực phẩm. Các bạn có thể làm ở những cái khu vực sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, và các bạn hoàn toàn làm việc ở trong lĩnh vực công nghệ sinh học y dược. Chúng ta cứ hình dung giống như bác sĩ đa khoa khi ra trường thì làm ở tất cả các phòng ban được, còn bác sĩ chuyên khoa thì chúng ta đi sâu hơn vào những cái lĩnh vực chuyên sâu, để lát nữa cần thầy cô trong phụ trách những bộ phận chuyên môn ấy sẽ có ý kiến thêm. Yeah. Thì đối với cái ngành công nghệ sinh học của Đại học Văn Lang, tại sao chúng tôi tự hào? Bởi vì hàng cái tỷ lệ mà sinh viên tốt nghiệp sau khi tốt nghiệp ấy, mà có việc làm là chiếm hơn 90%, và rất nhiều em đã trở thành giáo sư, tiến sĩ, những nhà giáo, những nhà nghiên cứu có gọi là được tiếng tăm ở trong xã hội. Đồng thời trong cái quá trình mà các em học tập ở trong ngôi trường này thì các em được bổ túc rất nhiều những cái kiến thức về kỹ năng mềm để hỗ trợ cho các em sau khi các em tốt nghiệp ra trường. Và cái ngành công nghệ sinh học của chúng ta thì chúng ta cũng tự hào bởi vì mỗi một em hiện nay, mỗi một em kỹ sư khi mà các em làm các bạn tốt nghiệp là một cái kết quả nghiên cứu khoa học gắn với một cái sản phẩm cụ thể để sau này các em ra trường doanh nghiệp dễ dàng tiếp nhận cái kết quả nghiên cứu đó của các em, và các em cũng tự tin khi các em bước ra ngoài đời. Những cái công việc mà các em có thể tân qua đó là các em làm chuyên viên tại các phòng nghiên cứu,
liên về công nghệ sinh học. Các em làm chuyên viên tại các cơ quan quản lý như Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Sở Khoa học Công nghệ hay là Tài nguyên Môi trường. Rồi các em có thể làm ở những cái vị trí gắn với thanh tra, kiểm tra chất lượng về các sản phẩm công nghệ sinh học, tức là bao gồm cả ba lĩnh vực thực phẩm và y dược, cũng như những cái sản phẩm trong quá trình sản xuất công nghệ. Đó. Rồi các bạn có thể trở thành những nhà giáo, những nhà chuyên viên trong rất nhiều cái lĩnh vực khác nữa. Thì vui mừng để có thể gọi được tuyên bố với quý vị phụ huynh của các em là hiện nay các doanh nghiệp đặt hàng tức là đặt chúng ta đào tạo kỹ sư công nghệ sinh học là rất là nhiều hơn là cái số lượng mà chúng ta hiện nay đang đào tạo. Và một cụ thể, một cái minh chứng rõ ràng là cái khóa 23 vừa rồi tốt nghiệp thì có những em đã phỏng vấn và đưa ra cái mức lương đến 40 triệu một tháng. Đó, đấy là một cái điển hình của cái chất lượng đào tạo trong cái môi trường vẫn là tức là đào tạo kỹ sư công nghệ sinh học. Thì cái tổng hợp cái mã ngành của công nghệ sinh học là 7420201 và có 4 cái tổ hợp xét tuyển, đó là toán lý hóa gồm ba, là toán hóa sinh, toán hóa anh và toán sinh anh. Và có chắc chắn rằng khi mà các bạn đã vượt qua được cái môi trường trung học phổ thông thì khi vào đại học mà chúng ta học về chuyên ngành này thì chúng ta hoàn toàn có thể vượt qua được. Chỉ cần chúng ta đam mê, chúng ta chăm chỉ và chúng ta kiên trì, chúng ta vượt qua được tất cả mọi cái trở ngại. Nên rất nhiều bạn cứ sợ môn sinh học hay là hóa học, nhưng thực tế khi chúng ta học cái kiến thức về lý thuyết ấy, thì nó trừu tượng lắm, nhưng mà khi chúng ta vận dụng vào thực tiễn thì nó rất là dễ dàng. Em cảm ơn những cái thông tin để quý vị phụ huynh với các em nắm được. Em cảm ơn những cái phần trình bày rất là tâm huyết của cô để truyền cảm hứng cho các bạn sinh viên khóa 28 tương lai. Và bên cạnh ngành công nghệ sinh học thì ở Văn Lang các bạn còn có rất nhiều lựa chọn trong nhóm ngành công nghệ. Và ngay bây giờ thì em xin kính mời tiến sĩ Phan Hải Triều, trưởng ngành công nghệ sinh học y dược, sẽ giới thiệu cho các bạn tổng quan về chương trình học khi các bạn theo học ngành này. Còn những thông tin về tổ hợp môn xét tuyển nè, mã ngành thì các bạn thí sinh có thể truy cập vào website tuyển sinh của trường Đại học Văn Lang để chúng ta nắm thêm thông tin ha. Bây giờ mình sẽ tìm hiểu tổng quan về chương trình đào tạo của ngành công nghệ sinh học y dược tại Văn Lang có điều gì đặc biệt các bạn nha. Dạ em mời thầy ạ. Chào các bạn sinh viên và quý vị phụ huynh. Thì như cô Quyền vừa giới thiệu về ngành công nghệ sinh học đó, thì công nghệ sinh học y dược nó cũng là một cái nhánh của ngành công nghệ sinh học. Thế thì nó là cái ngành học mà nó ứng dụng những cái thành tựu trong lĩnh vực công nghệ sinh học để mà mình chẩn đoán, xét nghiệm, dự phòng và điều trị bệnh. Thế thì có thể các bạn sẽ hơi bối rối là sao nghe giống như nó có vẻ nó giống như bên ngành y dược quá. Thế thì để cho dễ hình dung, thầy sẽ lấy một cái ví dụ để các bạn thấy những cái đặc trưng của ngành công nghệ sinh học y dược nó khác với y dược như hay là bên công nghệ sinh học như thế nào. Thứ nhất là trong cái lĩnh vực chẩn đoán xét nghiệm đó, thì ai các bạn và các quý vị phụ huynh ai cũng quen với những cái test nhanh, những cái kỹ thuật RT-PCR để chẩn đoán COVID-19. Thì đây chính là những cái ứng dụng của miễn dịch và sinh học phân tử, đó là cái công cụ của công nghệ sinh học. Còn trong y tế dự phòng đó thì vaccine COVID-19, đặc biệt là vaccine như hãng Pfizer BioNTech sản xuất là vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên được tổ chức y tế giới cho lưu hành. Thì cái vaccine này nó không được tạo ra bằng cái phương pháp truyền thống là virus bất hoạt hay là protein tái tổ hợp, mà được tạo ra từ thành tựu của sinh học phân tử, của công nghệ gen và công nghệ nano. Thì nhờ ứng dụng thành tựu công nghệ sinh học y dược mà người ta rút ngắn
quá trình sản xuất vaccine đáng kinh ngạc là từ lúc phát hiện virus SARS-CoV-2 vào tháng 12 năm 2019 thì đến tháng 12 năm 2020, tức là chưa đầy một năm, thì Tổ chức Y tế Thế giới đã cấp phép lưu hành khẩn cấp vaccine này. Và cái lĩnh vực thứ ba của công nghệ sinh học y dược đó là điều trị. Thế thì những cái chế phẩm để điều trị như là interferon để điều trị viêm gan C hay là kháng thể đơn dòng để điều trị COVID-19 thế này, thì nó đều ra đời từ thành tựu của miễn dịch học và công nghệ tế bào. Vậy đây các bạn thấy là công nghệ sinh học y dược nó không có gì cao xa, nó là những thứ mà rất là gần gũi, nó có vai trò hết sức là thiết yếu trong việc bảo vệ cho người. Thế thì khi mà do đó mà sinh viên học ngành này cái triển vọng làm việc rất là khả quan, 95% sinh viên mà có việc làm sau một năm sau khi tốt nghiệp. Thì về triển vọng nghề nghiệp thì giống như cô Việt đã nói rồi, các bạn có thể làm chuyên viên kỹ thuật, phân tích kiểm nghiệm, chẩn đoán cho các phòng thí nghiệm hoặc là các bệnh viện, các cơ sở y tế này, rồi các bạn cũng có thể làm chuyên viên nghiên cứu phát triển sản phẩm cho các công ty hoặc cho các bệnh viện nghiên cứu, trung tâm công nghệ sinh học. Rồi các bạn có thể làm chuyên viên quản lý chất lượng tại nhà máy, các phòng thí nghiệm. Rồi nếu các bạn thích đứng trên bục giảng như chúng tôi thì các bạn cũng có thể dạy ở trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp. Còn nếu mà các bạn có máu kinh doanh muốn khởi nghiệp thì các bạn cũng có thể tham gia vào cái việc kinh doanh những sinh phẩm, thiết bị phòng thí nghiệm vi sinh chẳng hạn. Thì thầy giới thiệu qua về cái ngành công nghệ sinh học y dược, các bạn có thể suy nghĩ và đặt những câu trả lời, lát nữa thầy sẽ trả lời. Cảm ơn các bạn, quý vị phụ huynh. Dạ, em cảm ơn phần chia sẻ của thầy. Và các bạn ơi, ở Văn Lang thì năm 2021 nhà trường đã tiên phong đầu tiên ở tại Việt Nam mở ngành công nghệ thẩm mỹ. Thì để giúp các bạn hiểu tổng quan về ngành này thì em xin mời thầy Hùng sẽ chia sẻ thông tin đến các bạn ạ. Dạ, một lần nữa cảm ơn MC Gia Hân. Cái câu hỏi đặt ra là cái ngành thẩm mỹ, cái ngành công nghệ thẩm mỹ của trường Đại học Văn Lang nó như thế nào? Đó. Thì năm 2021 thì trường Đại học Văn Lang là đi tiên phong trong cái việc mở cái ngành này. Thì vì cái lĩnh vực về làm đẹp, chăm sóc sức khỏe cho con người nó là một cái nhu cầu rất là thiết yếu, nhưng mà lại rất là bức xúc ở cái chỗ là cái các cái nơi mà ứng dụng cái việc là chăm sóc sắc đẹp, đúng không nào? Thì chúng ta chỉ dừng lại ở cái mức độ là nghề. Dạ. Và cái trăn trở của nhà trường đó là làm sao để xã hội, để các những cái người ứng dụng mỹ phẩm họ hiểu được là làm sao để sử dụng cái mỹ phẩm an toàn, làm sao để chế tạo ra mỹ phẩm, không nào? Và những người được đào tạo là phải là những cái người mà phải lan truyền được cái cảm hứng, cái điều tốt của việc ứng dụng mỹ phẩm cho xã hội. Thế thì cái ngành công nghệ thẩm mỹ nó ra đời, nó đáp ứng cho thứ nhất là người học sẽ được huấn luyện về cái việc là làm sao để tạo ra một cái mỹ phẩm theo cái hướng là họ phải hiểu về con người, họ phải hiểu về các cái nguyên lý của các cái môn khoa học tự nhiên để có thể chế tạo ra một cái mỹ phẩm mà nó phải an toàn cho sức khỏe của con người. Chúng ta thấy kem trộn ở trong thị trường rất là nhiều, hoặc là những cái mỹ phẩm mà nó không có đảm bảo chất lượng, thì đó là những cái mà chúng tôi không muốn nhìn thấy nó ở trong cái xã hội. Tuy nhiên, tại vì cái chưa có một cái trường nào mà đào tạo mà chuyên sâu mà có thể giúp người học tạo ra một cái mỹ phẩm. Và chúng tôi đã đi tiên phong trong cái việc này. Thì trong cái ngành này, đối với mỹ phẩm thôi, thì chúng tôi đào tạo các em là các em phải làm sao để có thể tự tạo ra những cái nguyên liệu để dùng cho mỹ phẩm là cái thứ nhất. Cái thứ hai là các em phải làm ra được những cái mỹ phẩm khi mà tốt nghiệp. Cái thứ ba là các em phải có thể làm việc được, mà làm việc một cách chuyên nghiệp ở trong nhà máy sản xuất, phải quản lý được sản xuất mỹ phẩm là như thế nào.
đúng không nè, và cung ứng cho thị trường. À, như vậy thì tạo ra mỹ phẩm là cái mục tiêu lớn. Nhưng mà lại có nhiều phụ huynh hoặc học sinh nói là bây giờ là chúng tôi muốn học cái ngành này, nhưng mà chúng tôi muốn mở kinh doanh những cái trung tâm chăm sóc da, trung tâm làm đẹp thì có được hay không? Dạ. Thì câu trả lời có ngay lập tức, đó là hoàn toàn được. Tại vì trong cái quá trình đào tạo, chúng tôi mở những cái khóa đào tạo bổ sung để các em có thể ra hành nghề. Ví dụ như hành nghề về chăm sóc da, hành nghề về phun xăm thẩm mỹ, các cái chứng chỉ hành nghề được cấp chứng chỉ, và chỉ có những cái khi một người mà có những cái chứng chỉ đó thì mới được hành nghề. Đó. Nói như vậy thì phụ huynh và học sinh hoàn toàn an tâm khi mà nếu các bạn theo cái hướng ứng dụng là thực hành nghề nghiệp thì các bạn có thêm được cái kiến thức về mỹ phẩm thì các bạn sẽ là những cái người mà nó mang lại những cái giá trị rất là thực tế mà rất là an toàn cho khách hàng khi mà họ quyết định đến chọn cái dịch vụ của mình. Còn không thì các bạn sẽ đi theo cái hướng là làm sao để phát triển ra những cái mỹ phẩm và cung ứng cho thị trường một cách mình gọi là phải đảm bảo. Đảm bảo ở đây chúng tôi đặt nặng về vấn đề về đạo đức trong cái nghề nghiệp của mình. Còn về thời lượng đào tạo thì cái ngành của chúng ta sẽ đào tạo về 3 năm rưỡi thôi. Và có rất nhiều việc làm của sinh viên ra trường trong cái lĩnh vực này. Dạ, em cảm ơn phần chia sẻ của thầy Hùng ạ. Và các bạn ơi, có một lĩnh vực mà Việt Nam chúng ta cũng là một thế mạnh, đó là lĩnh vực nông nghiệp. Thì tại Văn Lang, nhà trường cũng tự hào khi là tiên phong mở ngành nông nghiệp công nghệ cao. Thì để giúp các bạn có thêm thông tin về ngành này thì em xin được phép kết nối với tiến sĩ Châu Tấn Phát ạ. Dạ, em mời thầy có thể chia sẻ đến các bạn học sinh ạ. Xin kính chào quý vị phụ huynh học sinh, các bạn học sinh thân mến. Thì cái ngành nông nghiệp công nghệ cao thì được thiết kế với chương trình đào tạo là 135 tiến sĩ. Các bạn sẽ được học trong cái thời gian là khoảng từ 3 năm rưỡi đến 4 năm. Và khi các bạn ra trường thì các bạn sẽ có bằng cử nhân về nông nghiệp công nghệ cao. Thì trong nói một xíu về cái nông nghiệp công nghệ cao thì chúng ta sẽ có cái sự tích hợp kiến thức của ba cái lĩnh vực. Cái lĩnh vực thứ nhất đó là về ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp, lĩnh vực thứ hai đó là cơ giới hóa của lạc hóa, và cái lĩnh vực thứ ba đó là công nghệ sau thu hoạch bảo quản. Thì về cái ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp thì các bạn sẽ học được những cái môn ví dụ như là những cái môn tinh sinh học, cái ứng dụng về công nghệ sinh học trong nông nghiệp và cái ứng dụng công nghệ sinh học trong hạt giống. Về cơ giới hóa và lọc hóa thì các bạn sẽ được học và trải nghiệm qua những cái môn tự động hóa trong nông nghiệp, kỹ thuật canh tác không đất, và về công nghệ sau thu hoạch bảo quản thì chúng ta sẽ học phần cái môn thuộc về cái lĩnh vực về bảo quản sau thu hoạch cho những cái sản phẩm về nông sản. Về các vị trí việc làm khi mà các bạn tốt nghiệp cái ngành nông nghiệp công nghệ cao thì các bạn sẽ có nhiều cái cơ hội để trở thành những cái chuyên viên ở trong những cái phòng nghiên cứu cũng như là những cái ở viện trường cũng như là những cái công ty. Về bên cạnh đó thì nếu như mà các bạn yêu thích về cái lĩnh vực kinh doanh và muốn làm về cái chuyên viên quảng bá sản phẩm nông nghiệp hoặc là marketing xây dựng thương hiệu cho sản phẩm thì các bạn hoàn toàn các bạn có thể là được, bởi vì là trong cái chương trình đào tạo thì đã trang bị kiến thức về nông nghiệp và những cái kiến thức liên quan đến nông nghiệp cho các bạn, thì các bạn có thể tham gia để có thể là quảng bá những cái sản phẩm xây dựng thương hiệu cho những cái doanh nghiệp, ví dụ như là cái công ty bảo vệ thực vật hoặc là những cái công ty nông nghiệp công nghệ cao, thì là các bạn hoàn toàn có thể tham gia được về cái mảng này. Bên cạnh đó thì nếu như mà các bạn
có kiến thức về cái lĩnh vực nghiên cứu thì chúng ta có thể trở thành cán bộ nghiên cứu hoặc là nhân viên R&D, có nghĩa là research and development cho cái công ty về nông nghiệp công nghệ cao, mình cái công ty nông nghiệp ở trong nước và ngoài nước. Nếu như mà các bạn có những cái ước mơ và những cái sản phẩm tốt thì sau khi tốt nghiệp chúng ta có thể khởi nghiệp để mà có thể làm xây dựng cho mình, xây dựng một cái sản phẩm riêng cho mình để mà chúng ta có thể là start được. Và một cái cuối cùng thì các bạn có thể kết quả các bạn học tập tốt, các bạn có thể tham gia vào tạo những nhà tại trường. Một cái nữa thì là đó là một cái cơ hội rất là lớn để cho các bạn tham gia vào các nhà nông nghiệp công nghệ cao, là các bạn có cơ hội để được đi thực tập ở nước ngoài, ở những cái farm như là Israel chẳng hạn, thì là các bạn sẽ có cơ hội để mà đi trải nghiệm một năm ở Israel. Và trong cái thời gian đó thì chúng ta làm và chúng ta có thể là có thêm thu nhập thông qua những cái công việc mà chúng ta làm ở farm. Thì đó là một trong những cái điểm mà nổi bật của nhà nông nghiệp công nghệ cao, thì cũng rất là vui được chia sẻ với các bạn. Các bạn nếu mà có quan tâm đến ngành thì các bạn hãy nhớ mã ngành đó là 7620118 là ngành nông nghiệp công nghệ cao các bạn nhé. Và tổ hợp môn xét tuyển đó là những cái môn toán lý hóa, toán hóa sinh, toán sinh anh và toán hóa anh văn. Thì đó là bốn cái tổ hợp môn xét tuyển mà chúng ta có thể nộp hồ sơ về cho ngành nông nghiệp công nghệ cao. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Dạ, xin cảm ơn phần chia sẻ của thầy ạ. Và một lĩnh vực mà được xã hội rất quan tâm cũng như là được các doanh nghiệp rất chú trọng quan tâm đó là ngành công nghiệp thực phẩm. Vậy thì bây giờ em xin được kết nối với tiến sĩ Nguyễn Văn Chí, giảng viên của ngành công nghệ thực phẩm, để thầy giới thiệu những điểm nổi bật của chương trình đào tạo của ngành mình ạ. Em mời thầy. Đầu tiên thì cảm ơn MC. Rồi, nãy giờ các bạn đã nghe em giới thiệu về bốn ngành của trường đại học Văn Lang. Như các bạn biết là khi con người ta sinh ra đó, chúng ta trải qua rất là nhiều thứ, nhưng mà có những thứ ta không thể nào không đường tới. Đầu tiên đó chính là thực phẩm, chúng ta không ăn không uống chắc chắn là không thể nào sống nổi rồi. Thì cái ngành công nghệ thực phẩm của trường á thì sẽ đào tạo cho các bạn những cái kiến thức rất là cơ bản, còn với đó những kiến thức chuyên sâu về cái ngành công nghệ thực phẩm. Ví dụ là các bạn, nếu mà các bạn thích ăn uống mà cho đẹp hơn thì các bạn có thể tham gia trường, cái chương trình đào tạo của trường sẽ có những cái môn ví dụ như là dinh dưỡng, hoặc cái môn sản xuất thực phẩm chức năng, hoặc là các bạn đam mê về các quá trình chế biến thì chương trình đào tạo ngành công nghệ thực phẩm trường Đại học Văn Lang cũng có tất cả đầy đủ những cái môn học này. Rồi thêm vào đó, cái chương trình đào tạo ngành công nghệ thực phẩm của trường Đại học Văn Lang thì đào tạo theo hướng ứng dụng thực tế. Hơn 60% cái môn học của trong chương trình là đều có được trang bị cái kiến thức về thực hành, thực tập, không chỉ tại phòng thí nghiệm mà còn tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, để chúng ta rút ngắn hoặc là bám sát với cái quá trình thực tế mà các bạn được học những kiến thức tại trường. Rồi, cái ngành công nghệ thực phẩm ra trường các bạn sẽ làm gì? Ngành công nghệ thực phẩm ra trường các bạn có thể làm quản lý sản xuất hoặc quản lý chất lượng tại các cơ sở sản xuất thực phẩm. Như các bạn đứng ở trên địa bàn thành phố Chí Minh của chúng ta hoặc các tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai có rất nhiều cái công ty, nhà máy, xí nghiệp sản xuất thực phẩm. Rồi, một vấn đề nữa là các bạn quản lý sản xuất rồi, các bạn có thể tạo ra sản phẩm thực phẩm mới hay không? Câu trả lời là có. Các chương trình đào tạo của trường đó cũng trang bị cho các bạn những cái kiến thức về nghiên cứu khoa học, về các kỹ năng cần thiết để các bạn nghiên cứu phát triển sản phẩm. Ngoài ra còn có những học phần để các bạn marketing, thương mại hóa sản phẩm. Rồi, nếu mà các bạn có đam mê về mặt kinh doanh thì những sản phẩm mà các bạn làm ra trong quá trình luận văn tốt nghiệp của bạn, các bạn có thể nâng tầm lên một tí, là các bạn tha ước mở, ví dụ như mở một cái
công ty nhỏ nhỏ để sản xuất các sản phẩm mà các bạn đã làm trong quá trình làm lượng mạng tốt nghiệp. Rồi, ngoài ra cái chương trình đào tạo của trường cũng trang bị cho các bạn đầy đủ những kiến thức. Sau này các bạn nếu mà trường muốn đi học tập nâng cao tại các cơ sở đào tạo trong nước và ngoài nước, các bạn cũng có thể làm được. Vậy, như vậy thì cái chương trình đào tạo của ngành công nghệ thực phẩm của trường Hoa Lan, ngoài việc trang bị những kiến thức về mặt cơ bản hoặc chuyên sâu về mặt thực phẩm, còn trang bị cho các bạn những kỹ năng mềm, những kỹ năng sau này để các bạn trải nghiệm cuộc sống, để các bạn hòa nhập quốc tế, để các bạn có thể tham gia làm việc với các doanh nghiệp trong nước và cũng như nước ngoài. Thì ngoài trong những học bổng đó, nhà trường cũng có những học bổng dạy bằng song ngữ, vừa tiếng Anh vừa tiếng Việt, để các bạn có thể làm quen với cái môi trường học tập đa dạng và phong phú. Một cái điểm cuối cùng của ngành công nghệ thực phẩm của trường Đại học Hoa Lan đó là trong quá trình học tập từ năm 2 trở đi, các bạn sẽ được đi thực tập, kiến tập tại các nhà máy xí nghiệp. Ngoài ra các bạn cũng có thể tham gia nghiên cứu với các nhóm nghiên cứu của các giảng viên trong trường. Đồng thời và có thể các bạn, nếu các bạn có trong quá trình học tập các bạn có thấy mình có một ý tưởng mới, các bạn có thể đề xuất ý tưởng để thực hiện nghiên cứu. Nếu các bạn nghiên cứu thành công thì các bạn có thể hơn nữa, các bạn có thể là tôi muốn kinh doanh cái sản phẩm đó, thì bạn cũng có thể làm được. Đó chính là những cái điểm nổi bật của ngành công nghệ thực phẩm của trường Đại học Hoa Lan. Dạ. Xin cảm ơn các Dạ, em cảm ơn phần chia sẻ của quý thầy cô ạ. Vậy thì các bạn có thể thấy rằng không phải mình học ngành kinh tế thì mình mới khởi nghiệp được. Hôm nay mình nghe các thầy cô tư vấn thì mình có thể khám phá là học nhóm ngành công nghệ, nếu bạn yêu thích thì bạn có chuyên môn, bạn đủ đam mê thì bạn vẫn có thể làm những công việc để có một mức thu nhập rất là cao các bạn ha. Và một cái vấn đề mà các bạn học sinh cũng thường rất là quan tâm khi tìm hiểu về ngành nghề đó là về chương trình học, bên cạnh đó thì còn về các chương trình học bổng. Thì em không biết là đối với ngành công nghệ sinh học tại trường Đại học Văn Lang thì mình có các chương trình học bổng như thế nào cho các bạn học sinh ạ? Với câu hỏi này thì em xin được kết nối với cô Quyền ạ. Vâng ạ. Mình phụ huynh của các em thân mến, thì cái chương trình học bổng của ngành công nghệ sinh học là cũng chung với cái chương trình học bổng của trường Đại học Văn Lang. Chúng tôi cũng xét trên cơ sở cái điểm xét tuyển của các bạn để xét tuyển đầu vào, và đồng thời hàng năm ấy, thì nhà trường luôn có một cái quỹ học bổng để phát triển cái đội ngũ học sinh sinh viên mà học tập xuất sắc ấy. Thì thực tế trong những năm qua thì các em sinh viên học về ngành công nghệ sinh học cũng đã rất là nỗ lực, và nhiều em nhận được những cái học bổng toàn phần của nhà trường, và những cái học bổng mà bán toàn phần thì khá là nhiều. Đối với doanh nghiệp ấy thì bắt đầu từ năm học này thì chúng tôi đã có một số có những cái ký kết MOU với một số doanh nghiệp mà họ muốn hợp tác với mình trong cái lĩnh vực đào tạo để họ chip học bổng cho các bạn, những bạn học sinh, những bạn sinh viên mà đạt kết quả xuất sắc trong mỗi năm học và trong mỗi học kỳ ấy, thì được nhận một cái phần thưởng, một cái học bổng của cái quỹ học bổng doanh nghiệp đó. Thì trước tiên là có cái công ty kiến trúc cảnh quan ở ngoài Phú Quốc, thì họ cũng đã có những cái kết nối với tôi và cũng như cam kết để mà cấp học bổng cho các em sinh viên của ngành công nghệ sinh học ngoài những cái quỹ học bổng của nhà trường tôi vừa nói ở trên. Thì đấy là đối với học bổng. Thế ngoài ra thì các em khi mà các em vào học ở đây thì các em có rất nhiều cơ hội để nhận được những cái đặt hàng của doanh nghiệp về nghiên cứu khoa học. Các doanh nghiệp sẵn sàng hỗ trợ cho thầy và trò của ngành công nghệ sinh học để làm cái công tác nghiên cứu cũng như là start up cái sản phẩm
mình nghiên cứu ra, mình nghiên cứu, mình tạo ra. Đấy là cái những cái vấn đề mà nó vừa là quyền lợi của các bạn và nó là cũng là cơ hội để cho các bạn đến để nghiên cứu có đến với cái ngành này. Các bạn học rất rất nhiều doanh nghiệp hiện nay đang muốn đặt hàng cho sinh viên của chúng ta nghiên cứu những cái đề tài mà ứng dụng tại doanh nghiệp. Thì đấy sơ qua một vài cái vấn đề mà liên quan đến cái câu hỏi. Dạ, em cảm ơn phần chia sẻ của cô ạ. Và như tên gọi của chương trình là Văn Lan Q&A, thì bây giờ Giang Hân xin được phép truyền tải những câu hỏi mà các bạn đang để phía bên dưới phần bình luận để các thầy cô có thể giúp các bạn giải đáp các bạn nha. Và câu hỏi đầu tiên em xin được phép đọc câu hỏi của bạn Phạm Tuấn Nghĩa. Bạn Nghĩa có hỏi là: dạ, em được biết ngành nông nghiệp công nghệ cao ở các nước rất phát triển. Dạ, không biết khi em theo học ngành này ở Văn Lan có liên kết với nước ngoài để đi trao đổi sinh viên không ạ? Và cụ thể là nước nào? Dạ, em xin mời thầy Phát sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc của mình ạ. Xin chào bạn Nghĩa. Thì như là nãy thầy cũng có nói ở đầu buổi thì là chúng ta có những cái chương trình hợp tác giữa trường đại học Văn Lan và cái bên phía các bạn là hiện bây giờ thì ở khoa công nghệ ứng dụng chúng ta thì đã có ký kết MOU giữa khoa công nghệ ứng dụng và công ty Olenco thì là cái đơn vị để mà có thể là liên kết và có thể là giúp cho các bạn hỗ trợ, giúp cho các bạn có thể là tham gia học tập trải nghiệm cũng như là có những cái phát triển về cái lĩnh vực mà mình quan tâm. Thì đặc biệt là trong cái ngành nông nghiệp công nghệ cao thì các bạn sẽ có cơ hội học tập và trải nghiệm ở các khoa ở Israel. Thì khi mà chúng ta sẽ có những không chỉ là ngành nông nghiệp luôn, công nghệ cao thì chúng ta mới có thể đi được, mà những ngành khác ví dụ như ngành công nghệ sinh học, ngành công nghệ, những cái ngành liên quan đến kỹ thuật công nghệ thì chúng ta vẫn có thể áp lại hồ sơ để chúng ta có thể tham gia thực tập trải nghiệm tại những cái khoa ở Israel. Xin cảm ơn bạn. Dạ, em cảm ơn. Về cái câu hỏi của bạn Nghĩa thì cô Quyền có thể làm rõ hơn một chút nhé. Tại vì cái ngành công nghệ sinh học của mình ý, là đào tạo theo ba hướng ứng dụng. Thứ nhất là công nghệ sinh học ứng dụng trong nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học ứng dụng trong y dược và công nghệ sinh học ứng dụng trong chế biến thực phẩm. Cả ba lĩnh vực này thì đều bên Israel rất là cần. Và hơn gần 20 năm nay, nhà trường của chúng ta đã hợp tác với một cái công ty của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, và chúng ta đã đưa rất nhiều thế hệ các anh chị của chúng ta đi qua bên Israel để thực tập sinh. Chúng ta có gọi là một năm đấy, tức là từ 9 tháng cho đến 11 tháng thì các bạn sẽ được qua bên đấy vừa học vừa thực hành ở tại các farm sản xuất ra các sản phẩm nông nghiệp, ở tại các farm chăn nuôi, ở tại các farm chế biến thực phẩm, và thậm chí ở cả những cái farm mà chế biến cái loại thực phẩm chức năng và dược phẩm nữa. Thế nên là các bạn yên tâm rằng khi mà về học tất cả các ngành của khoa công nghệ ứng dụng thì các bạn đều được trải nghiệm ở cả trong và ngoài nước trong cái lĩnh vực mà chúng ta học nhé. Thì tháng 5 tới đây thì sẽ có một đại diện của phía Israel, họ qua Việt Nam và họ sẽ tới trường của chúng ta nói chuyện trực tiếp với các bạn. Và các bạn yên tâm rằng các thầy cô ở khoa công nghệ sẽ luôn luôn đồng hành cùng các bạn và sẽ cùng các bạn đi tới đích cùng của toàn bộ cái chương trình đào tạo và tất cả những cái lựa chọn của các bạn hay là ước mơ của các bạn, những cái điều của các bạn và gia đình mong ước thì thầy cô đều đồng hành với các bạn đi tới cùng được, với cái phương châm là học tập thông qua trải nghiệm.
Dạ, em cảm ơn phần chia sẻ của quý thầy cô để giúp cho các bạn có thể hiểu hơn về chương trình hợp tác tại trường Đại học Văn Lang. Và ở đây thì bạn Hạ Trang có đặt câu hỏi cho chương trình là học công nghệ thẩm mỹ khi ra trường mình có thể làm những công việc gì ạ? Thì lúc nãy thầy có chia sẻ đến các bạn tổng quan rồi thì chắc em nhờ thầy giải thích kỹ hơn, sâu hơn cho các bạn một chút. Tại vì hồi nãy em cũng có thấy trước bạn Hạ Trang thì bạn Hoàng Tiên có hỏi là học công nghệ thẩm mỹ thì có ra làm bác sĩ thẩm mỹ được không? Dạ, chắc em nhờ thầy làm rõ giúp các bạn ạ. Dạ, rồi cảm ơn bạn Trang và bạn Tiên. Cái ngành công nghệ thẩm mỹ chúng ta là chúng ta đào tạo cử nhân liên quan đến các cái vấn đề về chế tạo mỹ phẩm. Tức là người này ra trường có thể am hiểu là một người rất là am hiểu về mỹ phẩm. Có thể tự mình phát triển ra một cái mỹ phẩm. Tự mình có thể đọc được một cái mỹ phẩm bất kỳ. Và mình rất hiểu về cái mỹ phẩm đó thực chất là nó như thế nào, nó có tốt cho da hay không, hay là thậm chí nó cho tóc hay cho móng hay cho bất kỳ những cái mà các cái vấn đề mà mình sử dụng mỹ phẩm. Nghĩa là gì? Nghĩa là khi tốt nghiệp các bạn là chuyên gia, là những người giỏi, những người có thể đọc hiểu mỹ phẩm và tạo ra mỹ phẩm. Thì với cái người này thì cái cơ hội việc làm rất là nhiều đó. Tại vì cái mỹ phẩm thì chúng ta biết đó là nó là một cái thị trường rất là rộng, đúng không nào? Chúng ta có thể chọn làm việc ở nhà máy, chúng ta có thể chọn làm việc ở những cái công ty kinh doanh về mỹ phẩm. Chúng ta cũng có thể là trở thành những người đi đào tạo mỹ phẩm cho các thẩm mỹ viện, chứ không phải chúng ta làm việc là chỉ là một cái nhân viên bình thường cho các thẩm mỹ viện đó. Chúng ta đi đào tạo cho họ, thậm chí là chúng ta đi đào tạo cho bác sĩ đó nè. Cái vấn đề mà các bạn hỏi là ngành này như vậy thì có phải là trở thành cái bác sĩ thẩm mỹ hay không, thì không phải. Bác sĩ thì chúng ta sẽ học ngành y nha. Và cái ngành y thì đầu tiên là các bạn sẽ học là gì? Bác sĩ đa khoa trước đã đó. Sau đó thì các bạn sẽ đi chuyên khoa, có thể là bạn đi chuyên khoa về da liễu, có thể bạn đi chuyên khoa về nội, có thể đi chuyên khoa ngoại. Và nếu như bạn muốn trở thành một người bác sĩ về phẫu thuật làm đẹp thì các bạn phải được cấp phép bởi Sở Y tế. Nhưng mà cái đầu tiên các bạn phải là bác sĩ đa khoa trước đã. Như vậy thì ngành công nghệ thẩm mỹ nó không đào tạo chúng ta thành bác sĩ, nhưng đào tạo chúng ta thành những người am hiểu về mỹ phẩm, đào tạo chúng ta thành những người có thể chăm sóc sắc đẹp cho người khác tốt hơn. Nên là với những cái gì mà chúng ta đã được học, chúng ta chuyên nghiệp hóa, chuyên môn hóa các cái công việc của chúng ta. Dạ, em cảm ơn phần chia sẻ của thầy. Hy vọng là Hạ Trang và bạn Tiên có thể tự tin hơn khi mình lựa chọn ngành công nghệ thẩm mỹ các bạn nha. Và ở đây thì em có thấy bạn Phương Uyên có đặt câu hỏi là cho em hỏi ngành công nghệ thực phẩm chương trình đào tạo như thế nào và chính sách học bổng có khó không ạ? Với câu hỏi này thì em xin mời tiến sĩ Nguyễn Văn Chí sẽ giúp bạn giải đáp ạ. Dạ. Lúc nãy thì thầy có chia sẻ tổng quan nhưng mà chắc bạn không kịp nghe nên thầy có thể nói những cái ý chính để giúp bạn mình có thể tự tin theo chọn ngành này ạ. Xin cảm ơn bạn Phương Uyên đặt câu hỏi. Ok, thầy xin nói tóm gọn lại về cái chương trình đào tạo ngành công nghệ thực phẩm của trường Đại học Văn Lang. Ngành công nghệ thực phẩm của trường Đại học Văn Lang á sẽ đào tạo ra các bạn sẽ là kỹ sư, thời gian đào tạo là 4 năm. Các chuyên ngành các bạn sẽ được học như là công nghệ chế biến và bảo vệ thực phẩm. Các bạn sẽ được học là vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm tra chất lượng thực phẩm. Rồi ngoài ra các bạn còn học về đảm bảo chất lượng thực phẩm, ví dụ như là những cái quy trình xuất khẩu thực phẩm phải cần có những cái tiêu chuẩn nào, thì trong chương trình đào tạo của trường Đại học Văn Lang cũng có. Rồi thêm vào đó, chương trình đào tạo trường Đại học Văn Lang ngoài việc đào tạo về các kiến thức về mặt kỹ thuật, còn ra còn có các kiến thức về mặt quản lý, ví dụ như thế nào. Em bắt thầy nói thầy trả lời cái câu hỏi bởi tại vì thầy không nghe rõ. Các bạn học cái môn học về thương mại hóa sản phẩm để bạn sau này các bạn muốn làm của bạn khởi nghiệp, các bạn có thể bước đầu làm quen để mà có thể khởi nghiệp được. Rồi còn về cái vấn đề ý thứ hai đó là về học bổng,
thì cái chính sách học bổng của trường Đại Công An đã được chia sẻ đầy đủ trên website rồi. Ở đây thầy xin nói ngắn gọn ha, ngoài những cái học bổng về ví dụ như là các bạn có thành tích học tập tốt, thành tích học tập xuất sắc thì các bạn sẽ được miễn 100% học phí hoặc là 50% hoặc là 25% hoặc là 10%. Đó là chính sách chung của toàn bộ nhà trường. Nếu mà các bạn có thành tích học tập tốt, các bạn đều được. Ngoài ra ở về mặt phước kỹ sư thì trường cũng có một số cái chính học bổng riêng của phước kỹ sư, ví dụ như là nếu các bạn nhập học với những thành tích học tập vượt trội thì các bạn còn có những cái phần học bổng, ví dụ như là cũng là một miễn 100% học phí của cái học kỳ đầu tiên mà các bạn nhập học. Rồi trong quá trình học tập nếu mà các bạn được các gọi là được có thể đi thực tập thực tế tại các doanh nghiệp mà được các doanh nghiệp mà mời hoặc là yêu cầu các bạn là thực tập tại đó, và việc thực tập đó cũng có thể trả lương cho các bạn trong quá trình các bạn thực tập tại cơ sở doanh nghiệp. Dạ. Xin cảm ơn bạn Thu Yên. Dạ, em xin cảm ơn thầy đã chia sẻ cho các bạn rất là nhiều. Ở Văn Lang thì chính sách học bổng nhà trường có cung cấp thông tin cho các bạn ở trên kênh website. Bên cạnh học bổng về học tập, ở nhà trường còn có học bổng của sinh viên, học bổng doanh nghiệp. Nên các bạn cứ cố gắng học tập thật tốt để mình có kết quả tốt thì mình sẽ có cơ hội nhận học bổng các bạn nha. Và có một số câu hỏi mà các bạn cũng có inbox về fanpage trường Đại học Văn Lang thì Gia Hân cũng xin phép được truyền tải để quý thầy cô có thể chia sẻ đến các bạn ạ. Thì các bạn có hỏi là nếu em chỉ học giỏi môn sinh mà em không học giỏi môn hóa thì em có nên học ngành công nghệ sinh học y dược không ạ? Chắc là bạn nghe cái tên ngành có ngành sinh học, có môn sinh học nên là bạn thắc mắc. Dạ, em nhờ thầy Triều giải thích cho các bạn giúp em ạ. Cảm ơn câu hỏi của em. Thì nếu em chỉ học giỏi môn sinh mà không giỏi môn hóa thì có nên học công nghệ sinh học y dược hay không? Thì để tiến triển một ngành công nghệ sinh học y dược đó, nếu mà em muốn xét điểm học bạ thì ba môn điểm học bạ ba môn phải là 18 điểm, tức là trung bình mỗi môn 6 điểm. Nếu mà em thích công nghệ sinh học y dược mà không giỏi môn hóa thì em có thể chọn cái tổ hợp xét tuyển là toán sinh anh, tức là mình chọn những cái môn mình nó có lợi cho mình á. Rồi khi mà thì các em sẽ được học cái môn hóa từ căn bản đến nâng cao để phục vụ cho cái ngành học của mình. Chẳng hạn như em học phải học hóa đại cương, hóa phân tích, hóa hữu cơ, hóa sinh thì các thầy cô ở trường thì rất là tận tình. Do đó nếu em yếu môn hóa thì có thể yên tâm. Thì ở trong cái chuyên gia ngồi đây thì có thầy Nguyễn Minh Chiến, các thầy cũng là một chuyên gia về hóa học đó, thì Chiến rất là dễ thương và rất là tận tâm với các sinh viên. Do đó nếu em yếu môn hóa thì dạ. Dạ, em cảm ơn phần chia sẻ của thầy. Bạn nào mà mình còn e ngại thì mình cứ mạnh dạn tự tin nha, các thầy cô sẽ rất là nhiệt tình để hỗ trợ mình. Ở đây thì em xin phép được truyền tải của câu hỏi của bạn tên là Nam Vương. Bạn có hỏi là dạ em muốn hỏi ngành công nghệ sinh học và công nghệ sinh học y dược thì có được thực hành nhiều hay không? Dạ, chắc là em nhờ các thầy cô sẽ nói cho các bạn hiểu hơn về vấn đề học thực hành đối với các ngành học của nhóm ngành công nghệ ạ. Dạ, chắc em mời cô Quyền trước ạ. Em mời cô. Em thân mến, thì như vừa rồi ấy, cô mới chia sẻ là cái phương châm học tập của cái ngành của ngành mình ấy, là học tập thông qua trải nghiệm. Và toàn bộ cái chương trình nếu như em lên trên website em nói ấy, thì cái tỷ lệ những cái môn thực hành nó tương đương với lý thuyết, nên là tương đương nhau. Và ngay từ cái năm đầu tiên, kể cả ngành công nghệ sinh học cũng như là công nghệ sinh học y dược là các bạn đã được tiếp cận với phòng lab rồi. Thế nên trong suốt 4 năm học ở trường thì các bạn liên tục được học những cái môn vừa gắn với thực hành, nhưng kể cả những cái môn từ cơ sở ngành, những môn chuyên ngành và những chuyên ngành sâu. Đối với ngành công nghệ sinh học thì sau ngoài những cái môn học thực hành ở trường ấy, thì chúng ta cái chương trình ấy còn thiết kế cho chúng ta một tuần lễ gọi là study tour đấy, đi Đà Lạt
Và cái tuần lễ đấy là chúng ta vừa đi tham quan, vừa trải nghiệm, vừa là ngoại giao để có những cái cơ hội về nghề nghiệp sau này, đến với tất cả doanh nghiệp chế biến thực phẩm, doanh nghiệp chế biến dược phẩm, những cái doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp công nghệ cao suốt cái đoạn đường từ Bảo Lộc cho đến Đà Lạt. Và trong một tuần lễ các bạn sẽ đi những cái tour đó, trải nghiệm đó. Thế rồi các bạn chúng ta có một tháng thực tập tại doanh nghiệp, làm việc giống như một nhân viên bình thường ở tại doanh nghiệp đó. Thế đồng thời năm tới này, những năm kế tiếp chúng ta không chỉ một tháng ở doanh nghiệp mà chúng ta có 3 tháng luôn. Thì các bạn làm việc ở đó, chúng ta vừa được trải nghiệm những công việc thực tế, thì chúng ta còn được trả phí, trả lương đấy, thì tùy từng doanh nghiệp đấy. Thế rồi chúng ta có cái chương trình hợp tác với Israel là một năm, thì các bạn bắt đầu từ học năm thứ hai trở đi. Khi chúng ta hoàn thành năm thứ hai là chúng ta bắt đầu có thể đăng ký đi Israel được rồi đấy. Thì đấy là những cái vấn đề liên quan đến học tập của chúng ta, nên các bạn yên tâm, cái học tập trải nghiệm là như vậy đấy. Dạ, em cảm ơn cô. Cũng về vấn đề các bạn học thực hành thì như thế nào, các bạn cũng có thắc mắc là ngành công nghệ sinh học y dược thì học thực hành ra sao, thì chắc là em nhờ thầy Triều sẽ bật mí thêm cho các bạn là ở các phòng lab của Văn Lang thì có điểm gì đặc biệt ạ. Dạ, em nhờ thầy ạ. Thì như cô Nguyễn cũng vừa nói thì thầy em chia sẻ thêm một ít là mình học về công nghệ sinh học y dược, ngoài những cái môn đại cương cơ sở ngành, mình còn được học những cái trang bị, những cái kỹ năng mềm để sau này phục vụ cho các bạn khi mà xin việc làm đó. Sau này các bạn được học về kỹ năng giao tiếp, kỹ năng phản biện, rồi kỹ năng thuyết trình, rồi kỹ năng sử dụng máy tính chẳng hạn. Thì những kỹ năng đó nó sẽ phục vụ cho mình khi mà mình đi xin việc làm. Về chuyên ngành đó thì do ngành công nghệ sinh học đó, ví dụ nó có ba cái chính là chuyên sâu, đó là liệu pháp sinh học, và dược sinh học và chẩn đoán sinh học. Thì khi mà các bạn chọn từng cái chuyên ngành sau này, các bạn sẽ có những cái môn học mà nó phù hợp. Chẳng hạn như nếu các bạn chọn học liệu pháp sinh học thì các bạn sẽ được thực hành về công nghệ gen, công nghệ tế bào, công nghệ protein tác tổ hợp. Còn nếu các bạn chọn theo hướng dược sinh học thì các bạn sẽ học về thực hành về thực vật dược và các hoạt chất tự nhiên của hoạt tính sinh học. Còn nếu các bạn thích chơi chẩn đoán sinh học thì mình sẽ thực hành về chẩn đoán phân tử, chẩn đoán hóa sinh lâm sàng, rồi miễn dịch tăng cao chẳng hạn. Thì đó chính là những cái chuyên ngành sâu của bên công nghệ sinh học y dược. Dạ. Về trang thiết bị thì phòng lab của trường thì luôn được đầu tư để mà đảm bảo điều kiện cho các bạn vừa thực hành và vừa cho giảng viên, sinh viên nghiên cứu để nâng cao tay nghề. Ngoài ra như cô Quyền nói là các bạn còn có 4 tuần để thực tập thực tế tại các doanh nghiệp để các bạn có cơ hội trải nghiệm cái môi trường làm việc thực tế. Thì nói chung là khi các bạn online thì yên tâm, các bạn sẽ có nhiều cơ hội để mà mình bỏ sát với thực tế. Cảm ơn các bạn. Dạ, em cảm ơn thầy. Ở đây thì bạn Nguyễn Huỳnh Như, bạn cũng có quan tâm đến vấn đề học thực hành của ngành nông nghiệp công nghệ cao. Thì chắc là em nhờ thầy Phát sẽ giúp bạn giải đáp là mình học thực hành của ngành nông nghiệp công nghệ cao thì có khác gì so với các ngành khác hay không? Và bạn cũng muốn biết thêm là nếu có thì em sẽ thực tập ở đâu và cơ hội việc làm của ngành này thì như thế nào? Dạ, em nhờ thầy ạ. Cảm ơn câu hỏi của bạn Huỳnh Như. Thì về cái ngành nông nghiệp công nghệ cao thì chúng ta sẽ có những cái môn về mang đậm tính chất thực hành của ngành nông nghiệp công nghệ cao, ví dụ như là thực tập cơ sở 1, thực tập cơ sở 2, môn rèn nghề, và những chúng ta sẽ về cái những cái môn thực tập cơ sở thì các bạn sẽ có rất là nhiều cơ hội để các bạn có thể đi xuống dưới là những cái cơ sở sản xuất hoặc là những cái nơi mà người ta có thể là
về những cái khu công nghiệp cao để các bạn có thể học tập và trải nghiệm thông qua cái chương trình đào tạo, thông qua cái môn học được thiết kế trong chương trình đào tạo. Bên cạnh đó thì cũng các bạn cũng sẽ có một tuần để các bạn có thể đi trải nghiệm về cái khu công nghiệp cao tại Đà Lạt, cũng như là một tháng thực tập tại doanh nghiệp. Một cái điểm đặc biệt nữa thì là về cái ngành công nghiệp cao thì các bạn sẽ có rất là nhiều cái cơ hội để các bạn trải nghiệm học tập tại nước ngoài, ví dụ như là những cái farm ở Israel và những cái farm ở Đan Mạch. Thì là những cái farm đó thì hiện bây giờ thì họ cũng rất là open để mời mình cái sinh viên, các bạn sinh viên có đủ khả năng, có đủ cái kiến thức và có niềm đam mê, các bạn có thể đăng ký để tham gia thực tập tại những cái farm như vậy. Thì những cái cơ sở nào để mà chúng ta có thể xuống đó là thứ nhất đó là chúng ta có thể thực hành tại trung tâm công nghệ sinh học thành phố Hồ Chí Minh. Cái thứ hai đó là khu nông nghiệp công nghệ cao Củ Chi. Cái thứ ba đó là ở farm về rau thủy canh ở Cần Thơ. Các bạn sẽ có dịp khi mà các bạn tham gia cái chương trình nông nghiệp công nghệ cao, các bạn sẽ có dịp được xuống và những cái farm rau thủy canh ở Cần Thơ, và cái năm trại hợp ở Đồng Tháp. Thì đây là những cái đơn vị mà liên kết với ngành nông nghiệp công nghệ cao từ thời gian rất là lâu rồi, và họ sẵn sàng nhận và họ sẵn để mà nhận các bạn xuống và mang lại các bạn có thể thực tập. Thì ngoài ra thì một số cái trường khác, ví dụ như là vị trí là một số Củ Lâm chẳng hạn, thì các bạn sẽ có cái cơ hội để các bạn đi tham quan học tập thể nghiệm những cái quy trình sản xuất như thế nào, và chúng ta sẽ có được những cái trải nghiệm rất là thú vị nếu như các bạn tham gia vào cái ngành nông nghiệp công nghệ cao. Cảm ơn bạn. Dạ, em cảm ơn phần chia sẻ của quý thầy cô. Ở đây thì bạn Băng Vi có bình luận câu hỏi là: thầy cho em hỏi ngành công nghệ sinh học thẩm mỹ. Chắc là ý bạn muốn hỏi ngành thẩm mỹ nhưng mà cái dùng từ của bạn chưa đúng thôi ạ. Bạn hỏi là có yêu cầu cao về phần lý thuyết của môn hóa không ạ? Lại thêm một bạn hơi e dè môn hóa ạ. Và sau phần chia sẻ đó thì em cũng mong là thầy có thể chia sẻ đến các bạn một chút về cái việc học thực hành của ngành công nghệ thẩm mỹ ạ. Dạ, em mời thầy. Dạ. Cảm ơn bạn Băng Vi. Có lẽ là rất là đông đảo các em học sinh là thắc mắc là nếu như học hóa hay học sinh hay là học bất kỳ một cái môn tự nhiên nào khác mà không được tốt lắm thì có theo cái những cái ngành mà trong đó có cái ngành công nghệ thẩm mỹ. Thì một cái đặc điểm của năm cái ngành chung của khoa công nghệ ứng dụng mà chúng ta tìm hiểu ngày hôm nay á, thì nó có chung một cái đặc điểm, tức là chúng ta sử dụng những cái nguyên lý của một số các cái môn hoặc là các lĩnh vực khoa học tự nhiên, bao gồm sinh học, hóa học đó nè. Thì cũng giống như hồi nãy một bạn hỏi về em, nếu mà em không học giỏi môn hóa lắm thì em có theo cái ngành công nghệ sinh học y dược được hay không, vân vân. Thì đối với ngành công nghệ thẩm mỹ thì cái việc mà chúng ta chưa thực sự là giỏi môn hóa lắm nghĩa là không phải là chúng ta không giỏi, có thể là chúng ta chưa thực sự là học cái môn hóa, chưa thực sự học cái môn hóa đâu nè. Thì ở chương trình đại học ấy, khi mà các bạn vào trong chương trình thì gần như là các bạn sẽ có thể trước đó bạn học giỏi môn này môn kia, nhưng mà khi mà vào trong chương trình đào tạo thì gần như là các bạn sẽ được là đào tạo theo một cái hệ thống, đúng không nè, mà nó được thiết kế ngay từ đầu để đảm bảo là các bạn sẽ học xuyên suốt, các bạn sẽ đi xuyên suốt cả một cái quá trình, đúng không nè. Và tất nhiên chúng ta học, khi học hóa trong cái lĩnh vực công nghệ thẩm mỹ thì chúng ta không phải là học tràn lan đâu, chúng ta học có chọn lọc những cái gì chúng ta cần và những cái gì nó rất là cụ thể luôn. Ví dụ như học, bạn học hóa nhưng mà để bạn phối trộn được nước và dầu lại với nhau, đó là nó phải dựa trên một cái cơ sở khoa học nào, và các thầy cô sẽ hướng dẫn các bạn để chi nước với dầu bạn trộn lại với nhau thì nó mới ra được cái mỹ phẩm,
Đó. Như vậy thì rõ ràng ha, trả lời cho cái câu hỏi của em rất là rõ ràng là chúng ta không nhất thiết phải giỏi hóa ngay từ đầu. Phải không nè? Vào trong này thì chúng ta sẽ đi theo một cái lộ trình. Ngoài hóa thì chúng ta sẽ học về sinh học. Ha. Chúng ta sẽ học về các cái công nghệ tách chiết. Không à? nó rất là hấp dẫn, nó rất là thú vị nếu mà chúng ta thực sự là chúng ta có một cái động lực chúng ta đeo đuổi một cái ngành học. Về vấn đề thực hành thì nói chung là tất cả các ngành của chúng ta tìm hiểu hôm nay, càng về sau thì các bạn được đi doanh nghiệp càng nhiều, càng về sau thì các bạn đi thực tập càng nhiều, đúng không nè? Và gần như là trong tất cả các học phần mà các bạn được học đều được thiết kế ít nhất là 1/3 thời lượng để làm thực hành, thực tập. Và càng đi cuối trước khi tốt nghiệp thì các bạn phải ứng dụng những cái gì mà các bạn đã được học để các bạn có thể nghiên cứu và làm ra một cái sản phẩm cụ thể. Dạ. Tất cả các ngành đều đi theo một cái xu hướng như vậy. Để nhấn lại một cái câu chuyện là chúng tôi khi mà xây dựng chương trình là chúng tôi đặt vấn đề trải nghiệm, đặt vấn đề về ứng dụng, đặt vấn đề là làm sao để sinh viên có đủ cái năng lực để làm việc sau khi ra trường. Dạ, em cảm ơn phần chia sẻ của thầy Hùng ạ. Vậy thì em không biết là ngành công nghệ thực phẩm ở Văn Lang thì khi các bạn học thực hành thì có điểm gì nổi bật ạ? Em xin mời thầy Chí sẽ chia sẻ đến quý phụ huynh và các em học sinh ạ. Xin cảm ơn câu hỏi của các bạn. Như vậy thì cái ngành công nghệ thực phẩm của trường đại học Văn Lang nó có gì khác biệt hoặc là cái phần thực hành nó có gì đặc biệt không? Đầu tiên, trong chương trình đào tạo, các bạn sẽ được học về những cái môn học cực kỳ cơ bản về thực phẩm, như các môn hóa sinh, vi sinh, vân vân. Thì những cái môn học này á, trường đã trang bị cho các bạn một cái phòng thí nghiệm có đầy đủ những cái thiết bị cơ bản để các bạn thực hiện những cái việc thí nghiệm này tại trường. Rồi, trong quá trình học thí nghiệm á, các bạn sẽ được làm việc trực tiếp với những cái trang thiết bị này. Ví dụ như là các bạn tách chiết một cái hợp chất màu thực phẩm nào đó, các bạn có thể phân tích được cái hàng sử dụng cái máy, các bạn có sử dụng cái máy để phân tích được cái thành phần của nó hoặc là nó có cái hợp tính gì không đó, các bạn có thể thực hiện trực tiếp. Rồi sau đó các bạn học cái môn cơ sở ngành và cái môn chuyên ngành. Cái môn cơ sở ngành các bạn sẽ học rất nhiều về những cái máy móc thiết bị liên quan đến ngành thực phẩm. Ví dụ các bạn có thể học một số cái thiết bị như là thiết bị chân góc thực phẩm, chân góc nè, phải học thiết bị phân tích nè, như là những cái thiết bị như là GC hay SPLC hoặc là thiết bị UV ở tại phòng thí nghiệm. Rồi ngoài ra các bạn ở những cái môn học chuyên ngành, các bạn còn có thể được đi thực tập và làm thí nghiệm trực tiếp tại những cái cơ sở sản xuất hoặc những cái đơn vị đối tác của trường học Văn Lang. Các bạn sẽ được trải nghiệm thực tế những cái tiết học thực hành tại các cơ sở đó để các bạn nâng cao cái kỹ năng thí nghiệm hoặc nâng cao cái tay nghề của mình trong cái quá trình các bạn làm việc sau này. Dạ. Dạ, em cảm ơn phần chia sẻ của thầy. Hy vọng rằng với những cái sự chia sẻ của quý thầy cô tham gia trong ban tư vấn ngày hôm nay thì các em có một cái nhìn rất tổng quan, đi từ tổng quan đến chi tiết các ngành học của khoa công nghệ ứng dụng để chúng ta có thể nghiêm túc suy nghĩ về việc lựa chọn ngành của mình với những cái định hướng rất là gợi mở cho các bạn học sinh. Và một cái vấn đề mà các bạn cũng rất là quan tâm là mình có cái tố chất như thế nào thì sẽ hợp để theo học các cái nhóm ngành của khối công nghệ. Thì đầu tiên nếu mà hỏi về ngành công nghệ sinh học thì chắc là em nhờ cô Quyền sẽ giải đáp giúp các bạn là các bạn nếu mà mình quan sát bản thân mình có tố chất gì thì mình sẽ phù hợp với ngành này ạ. Dạ. Dạ, cô có thể mở mic và chia sẻ với các bạn ạ. Dạ, cảm ơn MC ạ. Cảm ơn các bạn. Đúng là chúng ta học bất kỳ cái gì thì chúng ta phải có một cái chúng ta phải có niềm đam mê, sự yêu thích đã. Thì theo cô là như lúc đầu cô chia sẻ, chúng ta đã học hết được toàn bộ cái chương trình phổ thông và đã tốt nghiệp được. Điều đó chúng ta phải tự khẳng định rằng mình
hoàn toàn có thể vào môi trường đại học để học được. Và đối với các khối ngành của khoa công nghệ ứng dụng ấy, và đặc biệt là ngành công nghệ sinh học, tức là cái ngành đa khoa ấy, được giới thiệu, thì chỉ cần bạn yêu thích nhá, và bạn thấy được cái giá trị của cái ngành mình học là tạo ra những cái sản phẩm mà phục vụ nhu cầu yêu cho xã hội, và mình chịu khó, mình cần cù là được. Các thầy cô hoàn toàn có thể hỗ trợ các bạn về những cái khối kiến thức hồng. Ví dụ một số bạn vừa rồi nói là mình bị hồng hóa hay là hồng sinh, sinh học, các thầy cô hoàn toàn có thể hỗ trợ các bạn được. Thì trong cái quá trình chúng ta học, tại sao cô nói là dễ hơn? Bởi vì chúng ta vừa được học, chúng ta vừa được học thực hành. Tất cả những cái môn như sinh học đại cương, như hóa học, như di truyền học, rồi hóa học chúng ta có hóa đại cương, hóa phân tích, hóa hữu cơ, hóa sinh, rồi sinh học, rồi chúng ta học di truyền học, sinh lý thực vật, sinh lý động vật, rồi chúng ta học đến vi sinh vật học. Tất cả những cái môn đó nó đều gắn với thực hành, cho nên là các bạn sẽ thấy là nó không hề khó nhé, chứ nó không hề khó, chỉ chúng ta chịu khó, chúng ta cần cù và chúng ta đam mê với cái nghề mà chúng ta đã lựa chọn, là chúng ta vượt qua được tất cả. Và cô cũng xin bật mí là một anh mà tốt nghiệp xong ấy của ngành công nghệ sinh học, và anh đi theo cái hướng công nghệ sinh học ứng dụng trong nông nghiệp công nghệ cao, mà cô vừa nói là anh ấy sẵn sàng đàm phán với cái đơn vị mà tuyển dụng ấy với mức lương là 40 triệu, và người ta đã đồng ý. Để cho thấy là trong quá trình chúng ta học, chúng ta chịu khó, cái thầy cô sẽ hướng dẫn các bạn làm các nghiên cứu khoa học, các bạn cọ sát với thực tiễn, các bạn cọ sát với tất cả những cái cuộc thi. Và cô cũng tiết lộ với các bạn là cái khoa công nghệ của chúng ta có rất rất nhiều những cái đề tài để chúng ta tham gia dự thi từ cấp trường tới cấp bộ, và thậm chí chúng ta cũng tham gia dự thi ở cái môi trường quốc tế nữa. Cho nên đấy là cái cơ hội để cho các bạn khẳng định mình, tự tin, hãy tự tin ở chính mình nha các em. Dạ, em cảm ơn phần chia sẻ của cô ạ. Và em không biết là với góc nhìn của thầy Phát thì những cái bạn học sinh có những cái tố chất nào hoặc là tính cách các bạn ra sao thì các bạn sẽ phù hợp với lại nhóm ngành này ạ. Dạ, em nhờ thầy Phát sẽ chia sẻ ạ. Xin cảm ơn chị Hân. Về cái tố chất là cho ngành nông nghiệp công nghệ cao thì theo tôi thấy thì đầu tiên thì các bạn phải có được cái tính cách là các bạn phải tự cù và phải chịu khó, bởi vì các bạn biết rồi thì ngành nông nghiệp mà thì dòng xa đi nữa thì nó cũng liên quan tới thời tiết khí hậu, rồi nó cũng liên quan tới thiên nhiên. Thì nếu như mà các bạn yêu thích về thiên nhiên, các bạn thích trải nghiệm và các bạn muốn cống hiến và phục vụ cho đất nước, thì thầy nghĩ là các bạn chọn ngành nông nghiệp công nghệ cao là phù hợp với các bạn. Về cái quá trình mà các bạn có thể làm thì ở trong cái quá trình chương trình đào tạo chúng ta thì chúng ta sẽ có những cái chương trình đề tài nghiên cứu học sinh viên, hoặc là những cái đề tài nghiên cứu học dành cho giảng viên và đề tài học trường, thì các bạn hoàn toàn có cơ hội để tham gia cùng với các thầy cô ở trong khoa công nghệ ứng dụng nói chung và ngành công nghiệp công nghệ cao nói riêng, để các bạn có thể trải nghiệm học tập và có thể gia tăng được cái tích lũy, cái kinh nghiệm trong cái quá trình các bạn học tập tại Văn Lang. Xin cảm ơn. Dạ, em cảm ơn thầy. Nếu cần cù là từ khóa dành cho ngành nông nghiệp công nghệ cao thì em không biết là ngành công nghệ sinh học y dược thì sao ạ? Dạ, em nhờ thầy Triều ạ. Những bạn có tố chất như thế nào thì sẽ phù hợp với ngành của mình ạ? Thì nói chung là để học những ngành công nghệ đó thì các em cần có những tố chất rất là giống nhau mà các thầy cô đã trình bày rồi. Nhưng mà đối với ngành công nghệ y học, sinh học y dược đó thì thứ nhất là mình phải yêu học sự sống. Thứ hai là mình phải thích tìm tòi khám phá và có tư duy sáng tạo. Và thứ ba là do cái ngành này là ngành khoa học thực nghiệm đó, cho nên là mình phải cẩn thận tỉ mỉ.
khi mà mình làm thí nghiệm để kết quả nó chính xác thì chỉ như chỉ có bao nhiêu đó thôi, tại vì không nói nhiều bởi vì thầy cô đã nói hết rồi. Dạ, em cảm ơn phần chia sẻ của thầy. Nãy giờ mấy thầy có nói là thầy Chí thì sẽ rất là giỏi môn hóa. Nãy giờ cũng có nhiều bạn nói là hơi sợ môn hóa, thì thầy có bí kíp nào chia sẻ đến các bạn để mình học tốt môn hóa hơn, để mình tự tin hơn khi theo đuổi nhóm ngành công nghệ không ạ? Ok, cảm ơn câu hỏi của bạn. Rồi, các bạn học phổ thông, các bạn học môn hóa cũng biết rồi. Cái môn hóa nó không đòi hỏi các bạn phải học thuộc lòng hơn quá nhiều. Tuy nhiên, để mà học được môn hóa hay làm môn hóa thì các bạn phải thực sự mà gọi là thực hành, hay nói đây là thực sự bạn phải viết ra, phải làm bài tập, phải tự mình viết ra làm đi làm lại nhiều lần. Chứ các bạn cứ bởi vì hóa nó không có nhìn nó cũng dễ bị đặc biệt hóa hữu cơ ha. Các bạn nhìn vô cái phương trình đó nó rất là dễ. Các bạn nói ôi cái đó nó làm được, nhưng mà các bạn chỉ nhìn như vậy thôi thì chắc chắn là khi vô thì các bạn không làm được. Các bạn nhìn, các bạn phải làm, các bạn phải làm đi làm lại. Rồi trong quá trình làm như vậy đó, các bạn sẽ có những sai sót, thì chính vì những cái sai sót đó đó thì các bạn sẽ nhớ lâu hơn cái bài học của mình. Rồi về cái vấn đề thứ hai về môn hóa, nó có cái đặc điểm thú vị đó là bạn được học thí nghiệm. Các bạn được học thí nghiệm, cái thí nghiệm hóa nó thú vị lắm. Các bạn nó giống như là trò hoa trò vẽ, các bạn một hơn từ một cái dung dịch các bạn có thể biến màu thành màu này màu kia, hoặc là có thể cho nó kết tổ, hoặc là cho nó bay hơi, hoặc là có thể làm những cái vấn đề khác. Nếu mà các bạn được giỏi hóa thì các bạn những cái ngành mà bên ngành của công nghệ ứng dụng, mà ví dụ như thực phẩm, nông nghiệp, sinh học hay sinh học y dược hay thẩm mỹ, các bạn có thể học được hết và học giỏi nữa là khác. Dạ, dạ em cảm ơn phần chia sẻ rất là chân tình của thầy ạ. Và thầy Hùng ơi, thì có một cái quan điểm cũng có nhiều bạn hay lo lắng á, là về giới tính để chọn một cái ngành học á. Các bạn nói là ví dụ nam học ngành này tốt hơn, nữ học ngành này tốt hơn. Thì đối với nhóm ngành công nghệ thì theo thầy thì cái việc giới tính có quyết định cái sự thành công của bạn đó khi bạn lựa chọn một ngành học không ạ? Dạ, nói về giới tính trong các cái ngành mà, thì đúng là nó có một số ngành nó có một cái sự chênh lệch. Có những ngành thì toàn thấy nam, nhưng mà có những ngành thì toàn thấy nữ. Đặc biệt là những cái ngành mà nó mang tính chất là nặng nhọc thì thường là chúng ta sẽ gặp nam nhiều hơn. Còn riêng đối với cái nhóm ngành, năm cái ngành của khoa công nghệ ứng dụng mà chúng ta được chia sẻ ngày hôm nay á, thì phải nói là nó có một cái sự cân bằng về cái tỷ lệ của nam và của nữ. Có một số ví dụ như trường hợp của cái ngành công nghệ thẩm mỹ thì cũng có rất là nhiều bạn nam thấy cái ngành công nghệ thẩm mỹ thì rõ ràng là các bạn sẽ nghĩ ngay là không biết là cũng tò mò đấy, không biết là mình có hợp hay không. Nhưng mà khi mà các bạn đọc đến cái mục tiêu đào tạo của ngành thì các bạn sẽ thấy là ngành này mình học được mà, đúng không nào? Hoặc là các ngành nông nghiệp, công nghệ cao, thực phẩm, vân vân, công nghệ sinh học cũng vậy. Thì khi mà các bạn tìm hiểu thì các bạn mới phát hiện ra thật ra là nó không có phân biệt giới tính ở chỗ này, ai học cũng được cả. Nhiều khi cái ngành mà gọi là nhiều khi mình nghĩ là nữ học tốt nhưng mà thật ra nam học lại tốt hơn, cũng không có gì và rất là bình thường. Dạ, với phần chia sẻ của thầy thì hy vọng là bạn nào mình đang lo lắng, có những băn khoăn thì mình cứ tự tin. Nếu mình chọn được ngành mình yêu thích, mình nỗ lực hết mình thì chắc chắn các bạn sẽ thành công. Và ngày hôm nay chúng ta đã có một khoảng thời gian chia sẻ những câu chuyện thú vị cùng với các thầy cô của khoa công nghệ ứng dụng để chúng ta có thể tìm hiểu về nhóm ngành công nghệ theo định hướng ứng dụng tại trường Đại học Văn Lang. Và cũng gần khép lại chương trình thì em rất là mong các thầy cô sẽ có một lời chúc, một lời động viên gửi đến các bạn học sinh, vì các bạn cuộc ấy cũng sắp thi cuối kỳ và chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng, đó là kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Thì đầu tiên em xin mời cô Quyền có thể gửi một lời chúc gì đó đến các bạn học sinh, cũng như là các bạn biết đâu sau này sẽ là khóa 28 tương lai của mình ạ. Dạ em mời cô.
qua những gì mà chúng ta đã chia sẻ từ đầu giờ đến giờ, thời gian ít quá, chứ còn cái câu chuyện của chúng ta thì nói không biết đến bao giờ mới hết. Nhân cái buổi gặp mặt ngày hôm nay thì tôi xin phép được thay mặt các thầy cô của ngành công nghệ sinh học xin gửi tới quý vị phụ huynh cùng toàn thể các em thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, và đặc biệt chúc các em học sinh có một cái mùa thi thật là hiệu quả. Rất mong được gặp các em ở môi trường đại học online, và kể cả sau này các em không chọn cái khối ngành của chúng tôi từ ngành khác thì chúng ta vẫn hoàn toàn có thể tương tác được với nhau trong cái mạng nghiên cứu khoa học và chia sẻ những cái kiến thức chung về khoa học sinh sống. Và cô muốn nói một lời kết với chúng ta rằng tất cả những các ngành của chúng ta không phải là ngành hot, nhưng đó là những cái ngành tiềm năng nha. Chúng ta nhớ đó là những cái ngành tiềm năng và không bao giờ bị mất đi cả. Lúc nào xã hội cũng cần chúng ta, mà chúng ta luôn luôn đào tạo ra những cái nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu xã hội. Chúc quý vị phụ huynh cùng các em thật nhiều sức khỏe và thành công. Dạ, em xin cảm ơn cô ạ. Em không biết là thầy Triều có muốn gửi đôi điều chia sẻ đến các bạn học sinh không ạ? Dạ. Em mời thầy có thể mở mic và kết nối với các bạn ạ. Cảm ơn quý vị phụ huynh và các em học sinh đã dành thời gian nghe các thầy cô trường đại học online tư vấn về nghề nghiệp. Thầy cũng chúc cho các em là chọn được ngành học phù hợp, và hy vọng là sẽ được gặp các em khóa 28 ở năm học mới. Cảm ơn các em. Dạ, em xin cảm ơn thầy. Và tiếp lời của thầy thì em xin được mời thầy Phát sẽ có đôi lời chia sẻ với các bạn học sinh nhỉ. Xin chào các bạn học sinh. Lời chúc của ngành nông nghiệp công nghệ cao là xin gửi lời chúc nhiều sức khỏe đến quý phụ huynh, các bạn học sinh thân mến, các bạn giỏi giang hơn, và chúc các bạn sẽ có những cái trải nghiệm tuyệt vời khi tham gia học ngành nông nghiệp công nghệ cao tại trường Văn Lan. Thầy hẹn gặp lại các bạn ở trong năm học mới. Xin cảm ơn. Dạ, em cảm ơn thầy. Và bây giờ em xin được phép kết nối với thầy Chí để thầy có thể chia sẻ và truyền động lực đến các bạn học sinh ạ. Xin chào các em. Để kết thúc cái buổi tư vấn này thì có một cái đôi lời muốn chia sẻ. Đó là không có ngành nào hot mà chỉ có cái tim mình có hot hay không. Cái câu đó mình nghe được rất nhiều từ thầy cô bên trước của mình, và câu đó nó đúng. Không có ngành nào hot thì có trái tim mình có hot hay không, thì chúc các bạn là có một trái tim luôn luôn hot, luôn luôn nóng bỏng để mà theo đuổi đam mê nghề nghiệp của mình, và hy vọng trong thời gian tới chúng ta sẽ gặp nhau tại trường đại học online của chúng ta. Cảm ơn. Dạ, em cảm ơn thầy. Và quay trở lại với trường quay thì em xin mời thầy Hùng sẽ có đôi lời chia sẻ đến các bạn học sinh. Dạ. Xin cảm ơn quý vị phụ huynh và các em học sinh đã nán lại theo dõi cái chương trình cho đến cái giây phút cuối. Thì trước khi mà chúng ta chia tay nhau thì thầy có đôi lời gửi đến các em học sinh. Thầy hoàn toàn đồng ý với những gì mà bốn thầy cô vừa chia sẻ. Hôm nay các bạn học sinh được lắng nghe cái chia sẻ tư vấn về ngành nghề. Bất kỳ cái việc các bạn chọn cái ngành nào cũng được, nhưng mà cái mà các bạn nên lưu tâm đó là gì? Cái phải đặt ra cho mình cái mục tiêu cuộc đời của mình là gì. Vì như hồi nãy thầy Chí có nói á, cái quả tim hot của mình ở đâu, đúng nè, cái mục tiêu cuộc đời của mình muốn nó sẽ ra như thế nào. Và đây là một cái câu hỏi lớn mà gần như là học sinh đang bị không, tức là không trả lời được. Tức là đôi khi các bạn có, nhưng mà các bạn cũng không hình dung được là cái mục tiêu cuộc đời của mình muốn trở thành một cái con người như thế nào. Đôi khi cái trực quan nó bộc trực lên. Ví dụ như đối với cái ngành công nghệ thẩm mỹ, khi mà thầy hỏi sinh viên năm nhất khi mà vào trường thì hỏi là như tại sao em chọn cái ngành này, thì đa số các bạn nói là thầy ơi,
em rất là thích làm đẹp, em rất là muốn hiểu về mỹ phẩm. Tức là cái bộc trực của các bạn nó chỉ nó thể hiện ra tất cả, đúng không nào? Và gần như là các bạn đều có trong mình những cái bộc trực, những cái trực quan ngay từ ban đầu khi mà các bạn chọn cái ngành kìa. Đó. Cái việc mà chúng ta chọn được một cái ngành đúng với lại cái mong muốn để xây dựng cái hành trang, xây dựng cái mục tiêu cuộc đời của mình, nó mang một cái ý nghĩa sống còn. Và 4 năm đại học nó trôi rất là nhanh. Chúng ta muốn trồng một cái cây trong tương lai sau 4 năm nó như thế nào, đúng không nào? Chúng ta gieo cái hạt giống gì, chúng ta muốn trồng một cái cây hoa, một cái cây xoài hay là một cái bất kỳ một cái cây nào, và chúng ta sẽ phải ươm cái hạt đó ngay từ khi chúng ta quyết định chọn cái ngành, chúng ta chọn cái hạt giống. Và cái hạt đó nó phải được gieo trồng trên một cái mảnh đất mà nó phải được chăm bón, nó phải được chăm sóc hàng ngày. Cái sự cần cù, cái sự chịu khó của sinh viên nó là một cái yếu tố rất là quan trọng, vì không có ngành nào mà dễ cả, đúng không nào? Nếu như chúng ta lơ là, chúng ta không có xây dựng được cái mục tiêu học tập cụ thể của mình, mà các bạn phải đặt ra câu hỏi cho bản thân, các bạn là ai, đúng không nào? Các bạn muốn cái gì ở trong cái hành trình tương lai của mình đó. Tôi cũng giống như là mình gieo một cái hạt giống và mình muốn cái hạt giống đó nó sẽ trở thành một cái cây to mà cho trái ngọt, để nó lại gọi là cái thành quả tương lai của chúng ta, đúng không nào? Và cũng mong là các em sẽ đón nhận cái câu hỏi của thầy, hãy trả lời cho bản thân mình đâu là mục tiêu cuộc đời của mình, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc là các bạn sẽ chọn cái ngành có đúng hay không. Và thầy cũng chúc là các bạn trong cái đợt thi sắp tới sẽ đạt nhiều những cái kết quả rất là tốt, và đặc biệt là sau cái quá trình thi thì các bạn tìm ra được cái câu trả lời cho cái mục tiêu cuộc đời của mình. Xin cảm ơn. Dạ, xin cảm ơn những chia sẻ rất là chân tình của quý thầy cô đã dành cho các bạn học sinh đang theo dõi chương trình. Và các bạn ơi, bên cạnh chương trình livestream tư vấn tuyển sinh ngày hôm nay thì Văn Lan còn có chương trình talk show Let's Talk, chương trình talk show dành riêng cho các bạn Gen Z để tìm hiểu về ngành nghề, sẽ được phát sóng vào tối Chủ nhật hàng tuần, cho nên các bạn nhớ đón xem nha. Và bật mí thêm với các bạn là vào Chủ nhật tuần này, ngày 17 tháng 4 năm 2022, trường Đại học Văn Lan sẽ tham gia chương trình ngày hội tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh tại trường Đại học Bách Khoa do báo Tuổi Trẻ tổ chức, và hẹn gặp các bạn ở gian hàng của trường Đại học Văn Lang các bạn nha. Và cũng xin thay mặt các bạn học sinh xin được phép gửi lời cảm ơn đến quý thầy cô đã dành thời gian quý báu của mình để kết nối và giải đáp thắc mắc cho các bạn. Kính chúc quý thầy cô sẽ có thật nhiều sức khỏe và sẽ đón một các bạn sinh viên khóa 28 thật là năng động. Dạ, và câu chuyện ngành nghề sẽ được tiếp tục phát sóng vào tối thứ ba hàng tuần trên fanpage trường Đại học Văn Lang trong chương trình Văn Lang Q&A. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình tối thứ ba tuần sau các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.